hai mấy bạn cùng mình đi ra ruộng xả lúa các bạn. Đây đất mình xả gọi đây ha. Mì dắt đang xả hết. Đó có một bạn nông dân bên dưới xả đang xả đó ha. Xả máy. Thì mình là sáng cũng đang xả máy xả gọi. Đây giai đất mình đang xả gọi ha, khô ha. Khi mình xới xong chạy sạc chạc xong rồi mình xịt xả các bạn. Đây mình xả để xả một tay ha. Miếng này đang xả nè. Đây đang xả đây. Là mình xả bằng tay ha các bạn. Xả tay là đòi hỏi kỹ thuật nhiều lắm em mới xả được ha các bạn. Bình thường không có kinh nghiệm xả không được đâu nha. Phải búng tay cho đều, hút nắm lúa phải cho đều mới được. Xả mới đều được. Hiện tại đang là giờ có gió nhiều lắm bởi vì xả phải kỹ thuật mới được. Đã hết giống đang thì lấy giống thêm. Mình xả bằng tay này đòi hỏi kỹ thuật cũng nhiều lắm ha. Cái khâu làm đất là rất quan trọng các bạn. Đây đất này sẽ xịt không các bạn. Đất của bên kia, đất mình bên kia xả xới nó không có xịt đúng không? Thấy gà đỏ đỏ đó, nó không có xịt. Rồi lấy giống qua sông đã ha. Lấy giống xong rồi đang chuẩn bị qua đó. Qua xả tiếp. Tay trái hả? Xả nãy là lúc xuống giờ cũng tính lúc lên ha. Chiều nay gió quá trời rồi. Xả giống đây nằm trên đất vậy đó, mình làm đất vậy đó.
Cái khuôn này mình xả hết rồi ha các bạn. Chiều nay nó sẽ xong hết rồi. Còn cái khuôn ở đồng trên thì có số đang cắt, có số cắt rồi. Đang đúc đồng trên kia. Còn cái khuôn mình đây xả hồi trưa nè. Hồi trưa đã xả xong rồi. Nó gạ không à, khi cái khâu xới nó không bằng, hai cái máy xới nó khác nhau. Cái máy xới bên đây thì nó xả không có sình hung, máy bên đây xả sâu nè, phải cải tiến, nó xả xả im hơn, xới im hơn. Mình chặt lên là sình không hết các bạn. Mình giấy thì đây giới thiệu cả nhà, đây là xạ hàng cả nhà, xạ hàng mà kéo bằng tay. Nó có một cái hộp đó, mình kéo có bánh xe ha, có bánh xe lăn đó mình kéo đi, đổ lúa trong những hộp đó, đổ giống trong đó. Đất sình quá trời giống như đông sưng luôn ha. Đất sình quá trời giống như đông sưng luôn ha. Kéo thẳng hàng ha cả nhà. Mình sẽ đổ giống vô mấy cái lỗ đó. Quá, vấn đề là nó xới ngon. Hả? Vấn đề là nó xới có sình. Nè hả? Nó xong kéo lần xuống, bây giờ kéo lần lên hơn cả nhà. Nó giáp mí kéo lần lên. Kéo những cái hộp đó nó có cái lỗ cả nhà, lỗ nhỏ 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 nó rớt giống ra. Này xả hàng này đi hơi nhanh cả nhà.
Xe đi nhanh chứ không anh? Ủa xe đi quá thì nhanh vậy? Rồi. Thấy hệ thống nó đi trong kì à? Đâu có trọng chậm chậm thì nó rớt giống nhiều hơn. Ông biết sao? Ông thống không có vợ ông không chậm. Được. Đu xanh vàng nha. Mới có nhiều đó mà nó xanh vàng nè. Còn cũng cắt luôn mà. Đó. Đây cũng cắt chứ. Hay nha. Ồ đúng là đây cần để cái này đổ giống vô nó có hợp. Xạ cái này là phải giống ngắn nó mới lọt. Giống này hai đêm mà. Hai đêm hả? Đừng ngót. Mới ngót rồi giấc chịu quá à. Sáng cả. Hôm qua tới chịu mới ngót. Xe này mấy ký? 18 ký. 18 ký hả? Kéo vô vậy mà, chắn nước không? Đâu dữ vậy? Thôi giờ kéo thưa quá, nặng không? Ở bển xả có 14 ký kìa. Xả máy hả? Mà xả hoài, xả hai ba quận nó không hết giống nữa. Tại không xả máy, nó có mực mà. Cái này con đố ít nữa, nó ra nhiều à. Chắc ăn lên nước còn hao nữa. Rồi xong bắt đầu đi bó này. Hạt giống nó lọt ra đó ha. Làm đất này bằng với có sình mấy xạ hàng kiểu này mới được ha cả nhà. Bởi vì xạ cái khâu làm đất là rất là quan trọng hơn cả nhà. Còn bên đây thì xạ trước một đêm đây nè cả nhà. Xạ trước một đêm mà nó lên xanh trơn rồi nè. Lý do là xạ giống dài để dài rồi mới xạ ha. Bởi khi mà xạ xuống thì nó sẽ xanh liền ha cả nhà. Đó, xanh đất trơn rồi đó ha cả nhà. Mới có một đêm thôi. Còn bên đây dây của mình thì cũng xạ một đêm một lượt nữa. Nhưng mà giống ngắn thì nó không có xanh như vậy ha cả nhà. Nó mới bóp bóp trắng lên đó ha. Xạ giống dài nó mau hơn cả nhà, mau xanh hơn. Thôi mình giới thiệu cả nhà như vậy mình tạm dừng ha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Hãy nhớ nhấn like và subscribe ủng hộ kênh mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà.